Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh. Đấy, hôm nay công việc chủ yếu của tôi là hôm nay là đi tát nước, vét bùn để chuẩn bị để đổ bê tông cái lèn các cái hố ga này. Đấy, anh em ạ. Bây giờ là tôi sẽ đi tát nước này, xong vét bùn. Còn chỗ nào mà chưa ấy được thì là anh em thợ thuyền sẽ cầm cuốc, cầm xẻng xuống để dọn vét để đóng cốt pha để chuẩn bị đợi xe bồn vào để đổ bê tông mọi người ạ. Đấy, công việc của tôi thì sáng nay là như vậy đấy. Bây giờ vét cái bùn lên thì nó sẽ chảy, tôi sẽ đào cái hố để tôi vét những cái bùn này lên thì nó đỡ chảy lênh láng ra xung quanh. Nói chung thì cái chỗ hố ga này nó rất là sâu và nó rộng. Máy của tôi là máy DX140 thì không với tới hết được. Đâm ra là mình chỉ có múc được một nửa bên này thôi. Còn nửa bên kia thì máy phải đánh sang bên kia thì mới múc được mọi người. Nói chung thì vừa làm mà vừa phải chỉnh máy để làm sao mà múc cho nó gọn nhất. Nói chung thì bây giờ thì đi làm công trường này thì cứ gặp việc gì là làm việc đấy thôi. Nhiều khi một ngày không biết làm bao nhiêu thứ việc. Nhiều việc nó không mang tên. Nhiều việc nó phát sinh anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi đang tát nước. Tát nước đổ vào cái rãnh này. Cứ chả đổ đi đâu được, đổ đến đường thì nó ướt đường. Đổ cái rãnh này không biết nó chảy đi đâu, hay đổ vào cái rãnh này nó lại chảy ra cống nữa thì là cũng bồng hòe anh em ạ. Cống này lại cống nó chảy nước. Mình tát đi thì mình mới nhìn thấy để mình lạo vét nó mới bằng được, chứ nước nó đầy nó đục là mình không nhìn thấy cái lèn ở dưới, đâm ra là mình khó, rất khó múc. Đấy, tôi múc tát bên này thấy có con cá thì bảo em kỹ thuật và em bắt thả ra nó ra cho đồng suối nước to kia để cho nó sống, không thì nó lại chết thì lại tội nghiệp cho em cá vàng. Em cá vàng này chắc là đợt cuối năm mà ông cụ ông táo các cô dì chú bác mang đi phóng sinh thì chắc là bị lưu lạc vào đây. Tôi thấy tôi múc thấy em nó ở trong gầu thì bảo em mới bắt thả ra kia, không thì phải tội. Đấy, thế là tôi đã múc xong một chỗ. Bây giờ tôi đánh sang bên này để lại múc tiếp. Ở đây cứ múc mà hình như là nước nó cứ chảy suốt hay sao em mọi người ạ. Múc tí lại thấy đầy, múc tí lại thấy đầy. Không biết kiểu gì đây. Đúng là công việc của tôi hôm nay là chỉ có đi tát nước thôi anh em ạ. Tát nước, tát được ở hố ga. Đấy, ở những cái hố này có cả cá anh em ạ. Để tát ở dưới cống này, vét bùn, nước lên đổ lên cái rãnh này, đổ lên rãnh này, chả biết nó có thông qua cống này không. Thế, công việc của ngày hôm nay là chỉ có đi mang máy xúc đi tát nước, vét bùn này anh em ạ. Cứ chỗ nào có nước là tát thôi. Đấy, cái làm việc công trường nó là vậy. Tát hết hố ga này, tát hố ga khác, tát cạn xong rồi vét bùn, sửa lại cái lèn để sau xe bồn vào để đổ bê tông anh em ạ. Anh em vào và lắp cốt pha, ghép cốt pha xong rồi đổ bê tông. Cái này nước rồi bùn nó lại xô xuống.
tát hết ở hố ga. Bây giờ cái đường chỗ này máy tôi chạy qua chạy lại nhiều ấy, nó lầm lên đấy. Thì tốt nhất là tát lốt cái nước ở cái đường này đi để cho nó khô ráo, không máy mình cứ chạy qua chạy lại nhiều ok là hỏng hết cả phớt mày ơi anh em ạ. Bùn nước nó dắt vào mày ơi nhanh hỏng phớt lắm. Được nàng thế tát bớt đi đi, mỗi lần lội qua nó ngập lên là mày ơi này, nhanh hỏng phớt lắm anh em ạ. Ra đây thì lại bắt đầu lại tát cái hố ga này anh em. Đấy, công việc của ngày hôm nay là chỉ có tát hố ga. Đấy, bắt được con cá nào thì thả nó về môi trường tự nhiên. Anh em ạ, à, tát nước thế này là lúc mông lung lắm. Cứ múc được gầu nước nào thì lại thấy có nước ở đâu nó chảy ra rất là nhiều. Lắm lúc của tát rồi cứ tát xem nó thế nào. Đấy, như vậy là công việc tát nước của tôi thì cũng sắp hoàn thành rồi anh em ạ. Lúc nãy tôi phải nhảy qua cái chỗ này. Bây giờ thì lại vét lên để sau anh em lắp cống. Đấy, bây giờ thì san để làm cái đường nhảy qua bên này để lại lạo bùn và vét bùn và tắt nước bên kia. Thì mương này người ta đậy tấm đan lên rồi nhưng mà chả biết nó chắc hay không. Nhưng mà thôi làm đường mình cứ nhảy qua trèo lên, nhớ là vỡ tấm đan lại sập xuống đấy thì lại khổ mình. Tốt nhất là nhảy qua anh em ạ, nhảy qua cho là an toàn, chứ lúc nó vỡ ở đấy lại cũng hơi mệt. Đấy, công việc của tôi hôm nay là xong rồi đấy anh em ạ. Hôm nay thì chỉ có đi tát nước thôi, vét bùn đây anh em. Anh em xem video thì hãy đây để lại cho tôi xin một like, một đăng ký nhé. Nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video kế tiếp nhé. Xin thân ái, chào tạm biệt.